Tối ngày 9 tháng 11 năm 2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các thế hệ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Vietinbank nhân dịp 30 năm thành lập Vietinbank. Tới tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh. Về phía Vietinbank có đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng chí Trần Minh Bình, quyền Tổng giám đốc, cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Vietinbank. Đặc biệt buổi gặp mặt có sự tham dự của các đại biểu, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, nguyên lãnh đạo Vietinbank qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Đức Thọ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, các bộ ban ngành Trung ương đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Vietinbank hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp và những nguồn lực quan trọng của toàn hệ thống tạo lập được trong 30 năm xây dựng và phát triển, với định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch và giải pháp triển khai rõ ràng, Vietinbank sẽ tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ, hiệu quả, an toàn và bền vững, đóng góp ngày càng to lớn hơn cho sự nghiệp phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhân dịp này, đồng chí Lê Đức Thọ cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Vietinbank qua các thời kỳ đã đóng góp công sức to lớn để tạo dựng Vietinbank lớn mạnh như ngày hôm nay. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Vũ Xuân Sinh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, chu đáo của ban lãnh đạo Vietinbank dành cho buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Ông Vũ Xuân Sinh cũng xúc động trước sự ghi nhận và trân trọng của lãnh đạo Vietinbank đương nhiệm đối với sự cống hiến của các thế hệ đi trước. Buổi gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, vui vẻ, cảm động, ấm tình đồng nghiệp qua nhiều thế hệ. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.